là nó làm khoang nội thất thì nó hơi không rộng bằng. Nhưng mà chiều dài cơ sở là dài hơn. Dài mà xấu cơ. Dài hơn nhiều xe sedan hạng D luôn. Chỉ bằng và dài hơn, không ngắn hơn. Nhưng mà do thiết kế của Đức nó dày hơn. Nên là mình cảm chọn được xe nó dài. Anh về anh ra chiều dài cơ sở của xe này thì dài hơn xe D. Xe kia đi được nửa đường thì xe đi. Cái lý tưởng là xe, là hai xe cách nhau nửa đường. Ngay từ phía trên là chữ U đó, mọi người vào lấy sát vào bên phải này nè.
mà giờ đâm mạnh chỗ đó ra đây là mọi người sẽ không đi được. Chậm chờ mình đầu tiên tay này chậm trước.